Chúng ta cùng sang bài tập số 3. Cho điểm C thuộc nửa đường tròn tâm O, đường kính là AB. Từ điểm D thuộc đoạn AO, kẻ đường vuông góc với AO cắt AC và BC lần lượt tại I và K. Tiếp tuyến tại C với nửa đường tròn cắt IK tại điểm M và cắt AB tại điểm N. Ý A yêu cầu các bạn chứng minh M là trung điểm của IK và ý B là yêu cầu tìm vị trí của điểm C trên đường tròn tâm O sao cho tam giác ACN cân tại điểm C. Các bạn theo dõi đến hình vẽ cho bài tập số 3 như sau. Đây chính là một nửa đường tròn đường kính AB và có điểm C thuộc nửa đường tròn này rồi. Từ điểm D thuộc đoạn AO, các bạn lấy một điểm D thuộc đoạn AO. Người ta bảo là từ D thuộc AO kẻ một đường thẳng vuông góc với AO, tức là chúng ta sẽ kẻ một đường thẳng vuông góc với AO tại điểm D này. Và cái đường thẳng này nó cắt AC, các bạn nối vào, nối A với C vào. Ta thấy nó cắt AC tại điểm I, cắt BC tại điểm K, nối B với C. Đây chính là điểm K. Tiếp tuyến tại C với nửa đường tròn, ta nối bán kính nào. Đấy, và kẻ đường thẳng vuông góc với bán kính này tại điểm C. Tiếp tuyến tại C của nửa đường tròn, cắt IK tại điểm M, ở đây chính là điểm M, và cắt AB tại điểm N, các bạn nối dài ra. Và kéo dài AB. Đây chính là điểm N. Và chính là hình vẽ của bài tập số 3. Yêu cầu ý A đó là cần phải chứng minh M là trung điểm của IK. Đây, tức là chúng ta cần phải chứng minh M này là trung điểm của IK ra hai đoạn thẳng KM bằng MI. Và ta quan sát đối với việc chứng minh trung điểm của IK thì tức là các bạn cần phải chứng minh được MK bằng MI, mà trên hình vẽ là theo cái cách chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau thì các bạn có thể đưa vào hai cái tam giác tương ứng để chúng ta chứng minh cho nó bằng nhau. Thế trong cái trường hợp này các bạn chỉ ra các cái tam giác bằng nhau thì hơi phức tạp. Còn một cái cách khác nhìn một cách tinh tế hơn thì ta lại thấy là cái MI, cái đoạn thẳng MI ở đây, nếu các bạn nhìn bằng cách trực quan thì ta lại thấy nó bằng cái đoạn thẳng MC này, đúng không? Và bây giờ là chúng ta thử đi chứng minh MI bằng MC xem có chứng minh được không. Muốn chứng minh MI bằng MC thì các bạn chứng minh cái tam giác MIC là tam giác cân tại điểm M. Và làm cách nào để các bạn chứng minh được tam giác này tam giác cân? Và chứng minh tam giác cân để rút ra được hai đoạn thẳng bằng nhau, tức là các bạn phải chỉ ra hai góc ở đáy bằng nhau, là cần phải chỉ ra cái góc tại điểm C này bằng cái góc tại điểm I này. Và bằng cách nào để chứng minh được hai cái góc này bằng nhau? Ta lại quan sát là góc MCI chính là góc tạo bởi tia tiếp tuyến MC và dây cung CA, và bằng 1/2 số đo cung CA, đúng không? Còn góc MIC thì sao? Thì ta lại nhìn thấy lại không phải theo bằng cách nhìn như hiện tại như thế này, ta lại không thấy nó bằng 1/2 số đo cung AC, nhưng mà làm cách nào để ta biến đổi được? Thì cái góc MIC các bạn quan sát chính là bằng cái góc IAD, vì đây là hai góc đối đỉnh. Mà góc AID, đấy, hai cái góc này đối đỉnh với nhau. Mà góc AID và góc IAD là hai góc phụ nhau, đúng không? Tức là góc này sẽ bằng 90 độ trừ đi cái góc A này. 90 độ trừ đi góc A. Đây, cô sẽ biểu diễn nhá. Góc AID bằng 90 độ
trừ đi góc IAD. Mà góc IAD kéo dài ra thì chính là góc CAB. Góc CAB này chính là góc nội tiếp chắn cung CB bằng 1 phần 2 số đo cung CB. Hay nói cách khác, chỗ này sẽ bằng 90 độ trừ 1 phần 2 số đo cung CB. Tinh tế hơn, ta lại thấy cái góc 90 độ này nếu biểu diễn thành số đo cung thì chính bằng 1 phần 2 số đo cung AB, đúng không? Đấy, số đo cung AB là bằng 180 độ, vậy 1 phần 2 số đo cung AB chính bằng 90 độ. Vậy 90 độ đây ta sẽ biểu diễn thành 1 phần 2 số đo cung AB và sẽ trừ đi 1 phần 2 số đo cung CB. Nếu nhóm 1 phần 2 ra ngoài thì số đo cung AB trừ số đo cung CB. Các bạn thấy hiệu hai cái số đo này. Đấy. Và một kiến thức nữa các bạn lại thấy là hiệu hai số đo cung AB trừ đó, số đo cung CB chính là bằng số đo cung AC, đúng không? Như vậy nó chính bằng 1 phần 2 số đo cung AC. Chưa? Và như vậy là cái góc AID bằng 1 phần 2 số đo cung AC và cũng chính là cái góc CIM bằng 1 phần 2 số đo cung AC. Được chưa? Và từ đó ta thấy là hai góc này sẽ bằng nhau và tam giác này sẽ là tam giác cân tại điểm M kéo theo hai cạnh kia bằng nhau. Được không? Và với định hướng như vậy thì chúng ta sẽ trình bày trước tiên là cho cái tam giác MCI cân tại điểm M đã. Ta có đây A này, ta có góc MCI bằng 1 phần 2 số đo cung AC. Chưa? Tiếp theo góc MIC bằng góc AID. Chưa? Hai góc này ở vị trí đối đỉnh và chính bằng 90 độ trừ đi góc IAD bằng 1 phần 2 số đo cung AB trừ 1 phần 2 số đo cung IAD thì chính là bằng 1 phần 2 số đo cung CB và chính bằng 1 phần 2 số đo cung AC. Từ hai điều này ta rút ra được góc MCI bằng góc MIC vì cùng bằng 1 phần 2 số đo cung AC. Và từ đây ta rút ra được cái tam giác IMC cân tại điểm M. Và khi cân tại điểm M thì hai cạnh tương ứng là MC sẽ bằng MI. Và để cho MI bằng MK thì các bạn lại chứng minh tương tự sao cho MC bằng MK, đúng không? Thì khi đó hai cái đoạn thẳng kia sẽ bằng nhau vì cùng bằng MC. Có thể chứng minh tương tự hoặc các bạn quan sát trên hình vẽ ta thấy cái góc KCA ở đây chính là góc bằng 90 độ. Bởi vì sao? Bởi vì góc ACB là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn nên nó sẽ bằng 90 độ. Và cái góc ACK là góc kề bù với nó thì nên nó cũng bằng 90 độ. Và ta nhận thấy là cái góc MCA ở đây cộng với góc MCK chính bằng 90 độ. Và để cho hai cái góc này bằng nhau thì tức là ta cũng rút ra được cái góc CKI cộng với góc KIC bằng 90 độ, đúng không? Hai cái góc này theo chứng minh trên bằng nhau, từ đó rút ra hai góc này bằng nhau, được chưa? Vậy là có rất nhiều cách để các bạn chứng minh được cái tam giác CMK là tam giác cân tại điểm M. Và ở đây ta sẽ ghi là chứng minh tương tự của viết tắt thì ta sẽ có được tam giác MCK cân tại điểm M. Và từ đó là MC sẽ bằng MK.
Đây là điều số 1, điều số 2. Từ 1 và 2 ta rút ra được MI bằng MK vì cùng bằng MC theo tính chất bắc cầu. Như vậy là theo điều phải chứng minh thì chúng ta rút ra được M chính là trung điểm của IK. Và như vậy là các bạn đã hoàn thành xong ý A.